Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay sẽ là một chuyến đi đến Quebec City. Đây cũng là lần đầu tiên mình đến với thành phố này, nơi được coi là châu thu nhỏ của Canada. Mọi người hãy cùng mình khám phá cuộc hành trình này nhé. But first, let's get some coffee at McDonald's. Xuyên suốt những con đường highway chính của Ontario thì đều có những trạm dừng chân như thế này để mọi người có thể nghỉ ngơi, đi washroom và mua đồ ăn thức uống khi cần. Càng ngày thì on route càng hoàn thiện với nhiều tiện ích và quán xá. Hồi trước dịch thì ở đây còn có ghế massage để các bạn thư giãn nhanh, nếu mình nhớ không nhầm thì là khoảng 2 đồng cho 2 phút. Mong dịch qua nhanh để mình lại được ngồi massage giãn cơ trong một chuyến đi dài. Bây giờ thì mình đã đến địa phận của tỉnh bang Quebec, nhưng phải còn khoảng 2 tiếng nữa mới tới Quebec City. Cùng tiếp tục thôi nào. Về một cái thì 8 tiếng đồng hồ cũng qua. Thời tiết hôm nay mình đi khá vất vả vì có vài đoạn bị freezing rain nên đi hơi cực. Nhưng cuối cùng thì cũng đến nơi. Mình check in khách sạn xong thì tính đi ăn gì ngon ngon. Nhưng đèn cái là hôm nay đúng ngày Noel 25 tháng 12 nên hầu như các quán xá đã đóng cửa. Đành ngậm ngùi tạt qua hàng McDonald's đối diện khách sạn một tạm gì để ăn. Mọi người hãy chờ xem ngày hôm sau mình phục thù như thế nào nhé. Sau khi đậu xe xong thì mình tiến đến quán ăn đầu tiên ở Quebec. Đây là một quán ăn crepe kiểu Pháp. Mình gọi hai phần crepe mặn và một phần ngọt. Món nào cũng mê ly, nhưng món mặn thì có hơi đậm vị một chút so với khẩu vị của mình. Nhưng nhìn chung thì vẫn chu choa là ngon. Mình sẽ để địa điểm ở dưới phần description. Nếu mọi người ghé Quebec City thì nên thử nhé. Say thì công cuộc khám phá tham quan Old Quebec của mình mới chính thức bắt đầu. Mình dành cả ngày ở đây nên đi bộ được hầu hết cả khu. So với Old Montreal, nơi mình đến khá nhiều lần thì Old Quebec chính xác là một level hoàn toàn khác biệt. Kiến trúc ở đây thực sự là châu Âu nhất cái đất Canada này rồi. Vì thời tiết khá lạnh nên là nếu mọi người đến đây vào mùa đông thì nên chuẩn bị trang phục kỹ càng để có thể enjoy the city to the fullest nhé. Đang lượn lờ khu Champlain thì được thưởng thức ca nhạc mậu dịch miễn phí. Không biết tại sao nhưng lúc ấy trời lạnh tới gần âm 10 độ C mà chứng kiến cảnh này xong lại cảm thấy ấm lòng cực kỳ luôn. Mọi người thưởng thức cùng mình nhé! Một
Một trong những món kẹo ngọt đặc trưng của Quebec là món kẹo Maple Taffy on Snow. Từ cách làm cho tới vị của nó đều rất đặc biệt. Vì được làm trên tuyết nên kẹo có vị ngọt và mát, ăn lạ lạ nhưng cũng rất ngon miệng. Mọi người đến đây nhất định phải thử nhé. Phải công nhận là Quebec về đêm lung linh thực sự luôn. Mình đi đi lại lại mấy tuyến phố chính mà cứ mê mẩn không rời mắt. À quên, đang lượn lờ thì mình có ghé vào tiệm rượu trái cây để thử và mua rượu. Mải tập trung chuyên môn quá mà mình quên luôn cả quay, nên đến lúc về phải hì hụi lôi rượu ra quay lại cho mọi người coi. Vị của rượu tuyệt đỉnh của mèo nên cái này mọi người nhất định phải mua về nhé. Đi bộ nhiều nên mình hơi mỏi chân với khát nước, tạt nhẹ vào quán Bubble Tea mua một ly trà trái cây. Quán decor đẹp hơn ở mấy chi nhánh dưới Toronto, còn đồ uống thì vị cũng như nhau, uống vào là thấy sảng khoái cuộc đời ngay và luôn ấy. Tiếp tục là đến giờ ăn tối. Mình chọn một trong những quán được recommend nhiều nhất ở Old Quebec. Decor của quán với mình khá độc lạ, đồ ăn thì vẫn là đỉnh của chop, chỉ hơi đậm vị một tẹo. Mình nhận ra là khẩu vị ở đây mọi người ăn đậm hay sao đấy, chứ thấy mấy quán mình ăn quán nào cũng đậm. Nhưng vị đồ ăn ngon thì có uống mấy lít nước sau đấy mình cũng vẫn chấp nhận nhá. Say rồi thì về đi ngủ thôi. Đáng lẽ mình còn một ngày nữa để chơi ở Quebec City, nhưng vì đợt này dịch đang căng lại nên chính phủ có giới hạn lại nhiều cái, nên mình phải đổi kế hoạch cho hôm sau. Mình sẽ đi đâu thì mọi người tiếp tục theo dõi video nhé. Morning, nháy mắt một cái đã đến ngày cuối trong chuyến đi chơi rồi. Như mình có nói thì kế hoạch phải thay đổi trong ngày cuối này, nhưng làm gì thì làm, cứ phải làm một ly cà phê đã. Bí mật gì tầm này nữa, thật ra là mình đi Montreal mọi người ạ. Mình ghé qua đây để mua nước cam, đặc sản của Montreal với cả ít đồ khác nữa. Vừa đến Montreal thì cũng vừa mãn hết xăng, lại phải tạt vào Costco. Từ lúc lái xe mình mới để ý đến giá xăng dầu thì mới thấy ngoài Vancouver giá xăng của Quebec cũng cao hơn Ontario khá khá đấy. Xe no xăng rồi, đi tiếp thôi. Mình chọn một quán ăn bạn mình giới thiệu, kiểu như là quán bánh và cà phê ấy. Đồ ăn ngon thực sự, nhất là croissant. Mình phải mua mấy cái mang về ăn sáng. Bánh ở đây nướng fresh mỗi ngày, nên nếu bạn đến muộn thì sẽ chỉ được chọn những loại bánh còn lại thôi. Lần sau tới đây mình sẽ đến sớm hơn để thử mấy loại kia mới được. Chắc là ngon lắm nên mới hết sớm như thế. Xong xuôi về lại khách sạn ở Quebec cũng đã 9 giờ tối. Mình thèm ăn đồ nước quá nên quyết định làm hộp mì Hàn Quốc với cả miếng sườn nướng barbecue của thương hiệu fast food nổi tiếng ở Quebec là Benny & Co. Ăn xong thì chuẩn bị đi ngủ để mai còn về thôi. Sáng dậy mở mắt ra thấy cảnh này là thấy ôi thôi xong đời. Mình mới nhận ra chuyến đi này thời tiết không ủng hộ mình lắm trong cả chặng đi lẫn chặng về. Trộm vía mấy hôm chơi ở đây thì trời đẹp nên cũng coi như được bù đắp phần nào. Mình check out khách sạn rồi tà tà đi về thôi.
Được cái trời chỉ tuyết tầm 2 tiếng ở Quebec, qua đến Ontario thì mưa một chút rồi trời khô ráo hẳn, nên đoạn đường dài còn lại cũng không đến nỗi. Về tới gần nhà phải ghé ngay qua quán đồ Trung Quốc ruột ở khu Richmond Hills để khỏa lấp nỗi thèm đồ châu Á mấy ngày qua. Quán này tuy đồ ăn không đẹp mắt lắm nhưng rất ngon và giá cả phải chăng. Tóm lại thì chuyến đi này cũng khá hay ho và thú vị, đặc biệt là trải nghiệm lần đầu tự lái xe 8 tiếng đi và về từ Quebec. Mình sẽ có một lời hứa quay lại Quebec City vào mùa hè và khi dịch đã giảm bớt để có thể trải nghiệm được nhiều hơn để bù cho lần này. Bây giờ thì mình cũng xin kết thúc chuyến đi lần này tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến đi sau nha. Happy New Year!